Wow, cả một túi luôn. Cái này là cái gì đây? Giống cục cứt trẻ con quá. Hé, sẽ bóc ra thử nhá. Xong rồi bóc ra nhá. Wow, thì ra đây là cái xúc xích mini tí hon. Mời các bạn chơi. Xúc xích này nó có vị chua chua cay cay nhẹ nhẹ các bạn ạ. Ăn thì khá là ngọt.